Thúy Vi kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng Thủy Văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ C, độ ẩm 84%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dâu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ C, độ ẩm 78%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ C, độ ẩm 83%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 83%. Khu vực thị xã Hoa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm 81%. Mực nước cao nhất tại gò dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,65 đến 0,70 m. Sau đây là thời tiết chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, 17% là con số mà ngành xuất nhập khẩu đã giảm so với cùng kỳ năm 2022, tính đến hết tháng 11 năm 2023. Dù tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy thương mại, nhưng thu ngân sách xuất nhập khẩu vẫn gặp khó khăn, khiến nhiệm vụ hoàn thành thu ngân sách của ngành hải quan ngày càng gặp thách thức. Cụ thể, ngày 6 tháng 12, Tổng cục Hải quan cho biết, Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng của năm đạt 335.116 tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán, giảm 16,8%. Nguyên nhân giảm thu, theo Tổng cục Hải quan là do kinh tế thế giới 11 tháng năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao xung đột quân sự, cạnh tranh gây cắt giữa các nước lớn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Trong nước, sức mua vẫn hồi phục chậm, xuất khẩu tiếp tục khó khăn do thiếu hụt đơn hàng. Nhu cầu thế giới giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất, đã dẫn đến tổng xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt 619,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3% tương ứng giảm 55,75 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo nghị quyết số 69 ngày 11 tháng 11 năm 2022 là 425.000 tỷ đồng. Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tổng cục Hải quan đã thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách phát triển hiện đại hóa trọng tâm ngành hải quan năm 2023, triển khai xây dựng bộ chỉ số đánh giá, đo lường hoạt động các thủ tục hành chính trong thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời, triển khai kế hoạch kiểm tra công tác đo thời gian giải phóng hàng tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố tổng cục hải quan cho biết thêm thời gian tới sẽ tiếp tục đôn đốc phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành thực hiện cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean và tạo thuận lợi thương mại asean tập trung nguồn lực xây dựng đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng xử lý tập trung và kế hoạch hành động triển khai cơ chế một cửa quốc gia đặc biệt thúc đẩy công nghiệp logistics và tòa thuận lợi thương mại giai đoạn 2022-2026 để báo cáo Bộ Tài chính trên chính phủ phê duyệt. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!